Vô lên đảo em ơi, sẽ đồ cho anh em xem luôn. Tuyệt vời tầm như như thế này thì đồ xanh nó thiệt anh em luôn. Đồ xanh mà được một set 80 chậm 80 chó thì anh em là không còn gì nữa mà chơi nữa anh em. Ở cái thời điểm hiện tại nha, ở thời điểm hiện tại mà 80 chậm 80 chó thì anh em không còn gì nữa mà chơi luôn. Rồi lên đảo. Rồi ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nè. Ở video này thì Khải vừa mua hạt thí yên nè, Khải vừa mua hạt thí yên và Khải lên đảo anh em ơi. Ở lên đảo rồi, giờ Khải đổi đổi set đồ rồi nè. Đổi coi vụ gì đây, Khải đổi set đồ nè mày. Tìm này. Có vũ khí làm chọn nhiệm vụ không? Không. Ở đậu xanh chết rồi, thông pháp cao vậy. Chết đậu xanh ngáo. Tăng gì? Trong bàn ai có không? Không. Rồi nói chung là cho anh em xem nha, hai set đồ này nó có sự gì khác biệt không nha. Không có rồi ông ơi. Ông này mua vũ khí làm chậm à, dòng một à. Ông sau này cầm dòng một ta, ông này kích được dòng hai mà chiếc biệt là top 1, top 2 server anh em. Rồi ok, được Khải cho anh em so sánh cho anh em xem nha. Nói chung là ở set đồ này á, ở set đồ cũ với một set đồ mới thì hai set hoàn toàn khác nhau anh em. Đây, Khải cho anh em xem. Nói chung thì từ từ à, Khải tăng lượng máu lên cho anh em xem. Nó sẽ có sự khác biệt hoàn toàn nè. Đây. Giờ lại nha, Khải sẽ tăng lại cho anh em xem. Nói chung là set đồ mới thì Khải sẽ ưng hơn nè, nhưng mà nó tốn tiền hơn, đó mà thôi. Rồi set đồ mới thì xuống ngựa thì được 41 máu này, đó, mana thì hơi phèn. Và được 75 khăn lôi cộng 3, đó, 75 khăn lôi cộng 3. Và hiện tại thì trên set đồ này á, Khải không ưng là tại vì set đồ này không có hiệu ứng chó đâu. Set đồ này không hiệu ứng chó. Anh em xem này, đôi giày làm chậm 40 đó, nội lực và các kiểu cũng được đấy. Rồi đai lưng làm chậm 40 đó. Thì tổng set đồ này thì Khải chỉ được là hai món làm chậm này thôi anh em. Thì Khải được 80 làm chậm, còn lại là full khăn lôi nè. Đó khăn lôi này, khăn tất cả 16 này. Gia truyền này Khải khá là ưng. Gia truyền này hiện tại vì so với hiện tại bây giờ gia truyền này bèo lắm cũng phải 10 đến 15 kim anh em. Nói chung là nằm giá khoảng tầm 800 nghìn đến 1 triệu gia truyền này đó anh em. Rồi còn lại món này thì khá là bình thường thôi, món này thì vài trăm xu đó. Nói chung tổng lực set đồ này thì tổng qua thì set đồ cũ thì bảo đảm anh em không bằng set mới rồi. Nó chỉ được cái kháng thôi nè, được cái kháng thôi mà không có chó thì vô trong tranh tống kim thì chỉ cứ thở đứng đơn người anh em không làm được gì á. Đó anh em thấy sự khác biệt chưa? Đây rồi, set đồ này thì 80 chậm 75 khăn lôi cộng 3. Rồi ok, Khải sẽ mang set đồ mới thì Khải ưng hơn là tại vì là nó có 80 chó và 80 làm chậm. Đó, Khải thích là thích chỗ đó nè. 80 chó, 80 chậm và tông kim hoặc là giao tranh này nọ nghe mi hoặc là con lôn nó cắt bù vào thì mình sẽ trâu rồi nè, mình sẽ có hiệu ứng kháng rồi. Hiện tại thì mắt. Rồi, đầu tiên cho anh em xem này, nón này. Đó. Nón chó 40. Nói chung là tầm này thì Khải tìm những món đồ như thế này là gọi là tìm cũng gọi là khó lắm anh em, sẽ đồ là khó tìm lắm anh em. Nón dòng 1 này, Khải chỉ kết được dòng 1 thôi nha anh em. Nên là Khải mang nón dòng 1 này, tìm cái nỗ lực không ra anh em, mà tìm cả hồi trưa giờ cả server không ai bán. Dạo hết 3-4 thành không ai bán. Rồi nón đầu tiên, nón này Khải mua khoảng 700 xu thôi, không có mắc lắm. Rồi tiếp tục này, đứng cây vũ khí này đắt nhất trong set đồ nha anh em. Cây vũ khí này đắt nhất trong set đồ nha anh em. Cây vũ khí này Khải mua 10 kim là khoảng 700 nghìn nha anh em. Đó, hai món, bỏ cái này ra. Đó, những món cũ nó sẽ quay lại cho cũ. Này cái áo này Khải vừa mua 500 xu thì nói chung là quá tuyệt vời rồi anh em. Nói chung là lấy cái trang phục hồi với lại nỗ lực cao. Đó, 700 xu, tiếp tục. Đai lưng này thì gọi là quên cái bao tay này thì nói chung là mua chỉ hai kim thôi em. Tầm này những đồ làm chậm hoặc làm chó thì nó rất là mắc nữa, mà nằm ở đai lưng hoặc bao tay thì nó càng lại mắc nữa, hoặc là nằm ở vũ khí thì nó sẽ mắc nữa. Rồi như cái bao tay này Khải mua hai kim thì Khải nghĩ khá là rẻ rồi nè, hai kim kích được nha anh em. Rồi đai lưng này Khải cũng mua hai kim nha anh em. Đó, Khải cố gắng biết mana là được 7 xì không này. Rồi mana cái giày này 30-19 giày này Khải mua 500 xu. Nói chung đồ thì tầm này cũng khá là rẻ thôi, chủ yếu mắc cây vũ khí thôi nè. Rồi còn gì nữa ta, khăn lôi được lên 71 không được lên luôn, khăn lôi khá là thấp anh em, phải bù thêm mới được. Tầm này anh em thấy là khăn lôi rất là thấp nha. Lượng mana nếu mà Khải mang như thế này thì mana Khải chỉ có khoảng 64 thôi, khăn lôi thì 57, nói chung là khá hơi thấp. Nếu mà sau này mà được ngon á thì sẽ thay đổi cái trang sức này, thay đổi trang sức lên khăn lôi 2x này, nhẫn cũng vậy này. Cái này không có nỗ lực nè, gia truyền kháng cả 16 có rồi nè. Đây này. Đó, nói chung là set đồ này thì đủ chủ yếu là hiệu ứng nha nè. Đó, còn khăn lôi Khải chỉ tầm 6x thôi, khá là thấp. Rồi mang vô.
Đó, con lôi số 1. Con lôi số 1 rồi bỏ qua này. Lên được sinh lực, lên được mana. Bù lại, bù qua sức lại. Rồi, ok, tăng này đi. Lấy thêm kháng lôi đi, kháng lôi sẽ biết. Rồi. Hai người kháng lôi sẽ biết sẽ hợp lý không? Rồi, cái này bỏ vô. Hôm nay chưa chuẩn bị lắc gì nhiều nên là tí nữa chỉ đánh những cái lắc thông thường như là phi tốc lên bài chiến cổ thôi nè. Còn nếu mà đánh thiệt tình ít nhất phải thêm 3 lắc ngồi nữa nè, 3 lắc ngồi nữa nè. Rồi. Tới tới. Đổi tên không nè, anh em đổi tên, đổi tên đi. Rồi đổi tên nha. À, khỏi đổi tên này nè mày, bữa nào đổi tên tính sau. À, mana hơi thấp và người ta tìm 25. Ôi đẹp đẹp đẹp. Còn 700 mana đẹp nè. À, đường được 65. 70. Ok. 700 mana được rồi. Máu được 4k. 4k. Độ hơi thấp nè. Thôi kiểu này phải tăng máu 4k nè mày. Máu 4k. Còn mana mình có thể bù sâu nè. Mana mình có thể thay chân sức bù sâu. Máu 4k trước rồi. Máu 4k trước rồi đến sau. Rồi. Sau. Ok. Rồi mana 600. 650 rồi ok. Sẽ bù sâu nha nè. Rồi ok. Rồi tầm này là đánh được rồi. Không đổi tới nè mày. Rồi vô tông kim, vô tông kim. Trời ơi tầm này xét đồ như thế này đánh vụt tuyệt vời luôn nè. Anh em xem tổng quan xét đồ lại một lần nữa nha. Đây. Nón trong 40 dòng 1 à, khải mua mà 350 vạn là tính là 7, khoảng tầm 700 xu. Rồi cái kết 10 kim. Rồi gia chiền này khải nghĩ chắc chắn phải hơn 10 kim nè. Gia chiền này hiện tại đường môn nhìn phải chạy giải nè. Rồi tiếp tục là cái áo này khải vừa mua 500 xu. Dây này mua 500 xu. Đai lưng này khải mua 2 kim. Bao tay này khải mua 2 kim. Nhẫn này nghĩ khoảng 500 xu nè. Nhẫn này cũng vậy, 500 xu khá là rẻ. Cái bộ này cũng tầm 1 kim. Đó. Rồi, nói chung thì set đồ như thế này tầm ổn này em ơi. Mắc nhất là vũ khí. Rồi ok, xuống đảo đánh tung kim. Rồi đảo, rồi đảo. Rồi đảo nhanh. Chàng, ba lên. Cái vũ khí 10 kim anh em sẽ vừa hàng độc ấy. Rồi nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên cho Di Khải Thứ Yên Bader một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Rồi, anh em vô tung kim thôi.